không cho từng gì. Hãy đợi cố lên. Đánh bóng ngoài, điểm 2-0 cho Tường Di. Bóng cao lắm. Tài nè. Một bóng tốt, điểm 1-2 cho cầu khởi. Một bóng tốt, điểm 2 đều cho cầu khởi. Đánh bóng ngoài, điểm 3-2 cho cầu khởi. Đánh bóng ngoài, điểm 4-2 cho cầu khởi. Đánh bóng tốt, điểm 3-4 cho Tường Di. Đánh bóng ra ngoài, điểm 4 đều. Phát bóng điểm 5-4. Phát bóng hỏng. Bóng chạm lưới. Bóng chạm lưới, điểm 5 đều cho Tường Di. Trọng tài cha mẹ không cãi nè. Đội bóng tốt, điểm 6-5 cho cầu khởi. Đúng tốt, điểm 6 đều. Đây có tốt, điểm 7-6 cho cầu khởi.
bóng ngoài điểm 8-6 cho cầu Khởi. Mời hai đội đổi sân. Bóng tốt, tốt, điểm 9-6 cho Cộng Khởi. Pha bóng tốt, điểm 0-6 cho Cộng Khởi. Điểm 1-6 cho cầu Khởi. Đúng tốt, tốt. Điểm 7-1 cho cầu của Từ Duy. Bóng ngoài điểm 8-1 cho Từ Duy. Bóng bóng tốt, điểm 2-8 cho Cộng Khởi. Bóng chạm lưới, điểm 9-1 cho Từ Duy. Điểm cho Cầu Khởi 2-9. Xung lên này mày trắng rộng trái ăn luôn nè cỡ. Điểm cho Từ Duy 0-2. Điểm 3-0 cho Cầu Khởi.